Thủy xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay lại tiếp tục với một chương sách mới để cho não mình thêm kiến thức nha. Và hôm nay là vẫn cuốn sách là Ngày xưa có một con bò. Thì con bò ví ở đây á, giống như là những cái gông cùng, những cái xiềng xích để làm cho mình hạn chế, để làm cho mình không có vượt qua, để mình cuộc sống của mình nó cứ bình bình, nó tầm thường, nó không được như mình mong muốn. Thì ở cái phần đầu tiên á, thì mình cái con bò đó được ví như là cái nghề nghiệp sinh kế của mình. Mình không dám bỏ cái nghề nghiệp đang làm, tại vì nó có thể nuôi sống được gia đình của mình, nhưng mà nó cũng không gọi là quá dư dả, mà mình rất là áp lực, rất là mệt mỏi đó. Còn cái phần thứ hai hôm qua mình đã đọc đó, chính là con bò là những cái gọi là những cái suy nghĩ hạn chế của mình, hay là những cái sự biện bạch bao biện của mình, dẫn tới là mình không có dám bứt phá ra. Thì tiếp theo, muốn rõ hơn về hai cái phần trước thì cả nhà đã nghe lại hai cái phần trước nha. Còn về bây giờ chúng ta sẽ qua chương tiếp theo. Phần tiếp theo là cái gì đây, phần 3, bò nào cũng từng là bê. Ngay từ trước khi chọn nghề phi công, tôi đã rất muốn thử sức trong lĩnh vực mua bán trái phiếu và cổ phiếu. Điều này luôn hấp dẫn tôi, nhưng rồi hết gia đình lại đến bạn bè cứ nói làm như vậy là quá liều, và tôi phải khùng tới nơi mới tính chuyện từ bỏ công việc và lương bổng ổn định như vậy. Có lẽ tôi đã nghe lời người khác quá lâu rồi. Cho nên vào năm 30 tuổi, tôi quyết định không sống trong sự sợ hãi của người khác nữa. Tôi lấy hết can đảm và chuyển nghề. Giờ đây tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết và tin rằng đây mới chính là cuộc đời đã định sẵn của tôi. Tôi tự mình làm chủ, lịch lập việc tôi linh động, và tôi là động lực của chính bản thân. Điều này có nghĩa là tôi tự lèo lái để vượt qua khỏi những điều mà người khác nói tôi có thể đạt được. Cảm giác này rất nhẹ nhõm và tôi thấy hào hứng với tương lai hơn bất cứ khi nào. Đó, đây là một cái chia sẻ của William ở Florida ha. Đừng nghe, hãy người khác nói bạn có thể làm gì. Nhưng mà đâu thực tế đâu phải là khả năng của bạn tới đó đâu. Khả năng của con người là vô hạn mà. Và cộng thêm cái niềm đam mê của mình thì mình sẽ làm được rất là tốt. Trong chương trước, tôi đã nói là các thái độ hạn chế, dù rất ngớ ngẩn và phi lý, lại đều mang vẻ thực tế quá mức đối với chúng ta. Vậy thì chúng thực tế đến đâu? Hãy lấy nỗi sợ làm ví dụ. Sợ hãi là một trong những thái độ hạn chế mạnh mẽ nhất. Sợ hãi đôi khi được hiểu như từ viết tắt của bằng chứng giả xuất hiện như thật. Và bất cứ điều gì làm chúng ta sợ đều có vẻ như rất thật. Và nỗi sợ làm tê liệt chúng ta, khiến chúng ta không thể làm gì hơn là đứng bất động khi thấy nó. Ví dụ như phát biểu trước đám đông. Sự sợ hãi khi phát biểu trước đám đông đối với một số người là thật đến mức độ nào? Nó thật đến nỗi trong danh sách những nỗi sợ, sợ nói trước đám đông xếp thứ hạng cao hơn hẳn so với sợ chết. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng đối với một số người, việc phát biểu trước đám đông tạo ra sự lo âu và sợ hãi nhiều hơn cả viễn cảnh của cái chết. Bạn cho là tôi phóng đại lên chăng? Cứ thử đẩy những người này ra trước một đám đông và bắt họ phát biểu vài lời, rồi xem chuyện gì xảy ra nào. Tình trạng tinh thần và thể chất của họ sẽ lập tức biến đổi. Họ bắt đầu vã mồ hôi, tim đập thình thịch và hai chân nhũn ra cơ hồ muốn sụm. Đó là điều mà một số người cảm thấy khi nghĩ đến chuyện phải phát biểu trước đám đông. Bạn thử nói với họ rằng cái sự sợ hãi đó rất vô lý và rằng chẳng có chuyện gì xảy ra với họ. Khi đó, bạn sẽ biết được nỗi sợ này thật đến mức độ nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, sợ hãi là một trong những con bò tệ hại nhất. Sợ hãi sẽ kiểm soát thần trí ta, làm tê liệt cả đầu óc và thân xác chúng ta theo đúng nghĩa của nó. Và giải pháp duy nhất là phải học cách hành động bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp cảm giác rằng mình chưa đủ giỏi hoặc sự lo lắng bồn chồn mà mình có thể cảm nhận. Hành động là cách chữa trị duy nhất. Những sự hợp lý hóa. Một hình thức khác của thái độ hạn chế thường được sử dụng một cách tiêu biểu trong nỗ lực thuyết phục người khác và thuyết phục chính mình rằng chuyện không quá tệ như vậy, mặc dù trong thâm tâm bạn biết rất rõ điều đó tệ hại như thế nào. Rắc rối lớn nhất của sự hợp lý hóa là nếu đủ thời gian, chúng ta sẽ dần dần tin rằng nó thật sự đúng
và chúng ta sẽ không có hành động nào để cải thiện tình huống như vậy. Thường thì chúng ta mất quá nhiều thời gian tự vấn vì sao mình lại cứ phải sống trong tâm trạng mà mình chẳng hề muốn. Chẳng hạn như phải làm cái công việc chán phèo, thay vì làm điều hiển nhiên, đi tìm việc khác, chúng ta mất thời gian cố gắng giải thích vì sao ở lại là lựa chọn tốt nhất. Khi nghĩ đến hậu quả tàn khốc của cái sự hợp lý hóa, tôi nhớ đến một người phụ nữ đã gặp tôi trong một buổi ký tặng sách. Vì cô ấy muốn tôi giúp cải thiện thái độ của bản thân đối với công việc. Hãy cho tôi biết vài điều về công việc của chị. Tôi nói, tôi ghét việc mình làm. Đó là những lời đầu tiên cô ấy thốt ra. Sếp của tôi là người bất cần đạo lý. Ông ta không thừa nhận năng lực của tôi và ông ta thẳng như ruột ngựa. Tôi cũng không được làm việc theo chuyên môn của mình. Tôi đã cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nhưng đi làm đã trở nên nặng nề đối với tôi. Và cô ấy tiếp tục nói một hồi về những lý do mình không thể bỏ công việc đó. Cuối cùng, cô ta hỏi tôi, có cách nào tích cực hơn trong tình cảnh của mình không? Nghĩ đi, tìm việc khác mà làm. Cái gì chị cảm thấy thích thì làm. Đó là tôi đáp vậy. Cô ấy sốc rằng, tôi nghĩ đó không phải là câu trả lời mà cô chờ đợi. Thật ra tôi cũng không cho đó là lựa chọn mà cô ta đã từng nghĩ đến. Tôi tiếp tục giải thích cho cô hiểu rằng, chúng ta không đạt được mục tiêu học cách thích nghi với một công việc chúng ta ghét mà là tìm kiếm và làm những gì chúng ta thích. Cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta không đủ thời gian để làm điều mình ghét. Bạn tôi, Brian Tracy, đã rất đúng khi nói rằng bất cứ khoảng thời gian nào bạn dành cho công việc bạn ghét đều là khoảng thời gian bị lãng phí. Thái độ hạn chế cũng thể hiện dưới dạng các niềm tin sai lầm về năng lực của chính mình, về người khác hoặc về thế giới của chúng ta sống. Trong phần lớn thời gian, những niềm tin này ngăn cản chúng ta đạt được hoặc nhận ra tiềm năng thật sự của mình. Isabel, người gần đây từng tham dự một trong các buổi nói chuyện của tôi, đã hơn 60 tuổi. Bà ấy mới di cư sang đây và đang cố tìm việc, nhưng lại có một bộ sưu tập những niềm tin vì sao mình khó kiếm được việc phù hợp với chuyên môn của bản thân. Tôi không có kỹ năng giao tiếp, tôi quá lớn tuổi và chẳng có công ty nào chịu thuê tôi. Chẳng ai muốn thuê một bà lão 60 tuổi nói giọng quê rặt. Isabel cứ tiếp tục nói và nói mãi về những lý do bà ấy chẳng bao giờ tìm được công việc nào phù hợp, đặc biệt là do tuổi tác. Và khi tôi hỏi bà đã xin việc ở đâu, thì mới biết rằng thật ra bà chỉ mới nộp có một hồ sơ cho một công ty và bị từ chối. Tôi phải làm sao đây, tiến sĩ Cruz? Bà ta cầu xin một cách khẩn thiết. Linh tính cho tôi biết rằng đây không phải lần đầu tiên Isabella kể chuyện này. Thật sự thì bà đã kể đi kể lại câu chuyện đó hàng trăm lần rồi, nên tôi bảo, trước hết, bà hãy thôi kể lể về những điều vừa rồi, và sau đó hãy đi nộp đơn và nhận thêm 100 lần bị từ chối nữa trước khi chúng ta xếp bà vào nhóm hoàn toàn thất bại khi xin việc. Khi nào đạt đủ con số đó, bà hãy trở lại đây và chúng ta sẽ đề ra phương án khác. 3 tháng sau, tôi tình cờ tổ chức một buổi hội thảo cũng tại thành phố đó và cũng không để ý là Isabel đã đến tham dự. Và vào giờ giải lao, bà ấy bước đến chỗ tôi và kể 2 lần. Tôi chỉ bị từ chối thêm 2 lần nữa và rồi tôi đã được nhận công việc tuyệt vời. Tôi làm việc được 2 tháng rưỡi và rất hài lòng. Và quả thật, trong bà ấy rất rạng người. Tôi có thể nhận thấy bà ấy đã trở thành một người khác. Dĩ nhiên, đó là điều tất yếu một khi bạn đã giải phóng mình ra khỏi gánh nặng của quá nhiều, những con bò trên vai. Hiển nhiên, khi bạn đã thấy, các con bò có những hình dạng và cách ngụy trang khác nhau khiến chúng ta gặp khó khăn trong việc tìm thấy và nhận ra bộ mặt thật của chúng. Một số người thích thừa nhận những con bò này như những nghiệp chướng mà số phận đã gán cho họ, những gánh nặng ngoài khả năng kiểm soát của bản thân. Nhìn chung, mọi ý tưởng nào hạn chế năng lực của bạn và kiểm soát sự việc hơn hoặc dọn đường cho bạn thoái thác trách nhiệm thực hiện công việc thì đó có thể là một con bò. Cả nhà ghi nhớ cái câu này nè. Mọi ý tưởng hạn chế năng lực của bạn và kiểm soát sự việc hoặc dọn đường cho bạn thoái thác trách nhiệm thực hiện công việc thì đó có thể là một con bò, chứ không phải đơn giản là chỉ là giết bò, có nghĩa là bỏ đi một cái công việc cũ đâu. Nó còn có nhiều cái vấn đề. Đó là ở đây nè.
Nhưng những con bò này hình thành như thế nào cũng giống như những lời nói dối nghiêm trọng, thường bắt đầu bằng những lời nói dối vô hại. Và những con bò trưởng thành và to lớn cũng khởi đầu từ những chú bê con ngây thơ hiền lành. Một ngày trong cuộc đời của một người bi quan. Qua phần nhỏ nha. Sau đây là một ví dụ cho thấy các con bò đã hình thành như thế nào. Một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của thành công là sự bi quan. Những kỳ vọng thấp và những thái độ tiêu cực luôn luôn mang lại thất bại và thất vọng. Người bi quan sống trong một thế giới tiêu cực và đáng chán, trong khi thế giới lạc quan tràn đầy những điều tích cực và cơ hội. Dĩ nhiên trong thực tế cả hai loại người này đều sống trong một thế giới chung. Những trải nghiệm khác biệt của họ đơn thuần chỉ là kết quả của những tư tưởng chính trong đầu họ. Một trong buổi hội thảo của tôi khi đang nói chuyện với một người cực kỳ tiêu cực, tôi nhận ra một điều và tôi tin đó là điểm xuất phát cho những thái độ tiêu cực của người bi quan. Đối với mỗi nhận xét tôi đưa ra về cái nhìn ảm đạm của anh ta trong cuộc sống, người bi quan lập tức trả lời hầu như lúc nào cũng một câu: chỉ vì tôi là người thực tế. Chắc hẳn bạn cũng đã tình cờ gặp những người sẵn sàng lải nhải cố bào chữa cho các thái độ tiêu cực của họ bằng cách đó là những kỳ vọng thực tế. Sự thật, nếu bạn hỏi một người tích cực liệu anh ta có phải là người lạc quan không, chắc chắn câu trả lời của bạn nhận được sẽ là có. Mặt khác, nếu bạn hỏi người có tính tiêu cực xem anh ta có phải là người bi quan không, thường thì bạn sẽ nghe những câu trả lời đại khái như: tôi không phải người bi quan, tôi là một người thực tế. Và làm thế nào mà tính cách thực tế lại gây hại cho chúng ta? Điều này thật dễ hiểu. Nếu bạn có thể thừa nhận rằng mình đang trở nên tiêu cực và cay nghiệt, thì trong chừng mực nào đó bạn có thể quyết định thay đổi thái độ của mình. Thậm chí, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ để thay đổi quan điểm của mình về cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng mình thật ra chỉ đang trở nên thực tế và thực dụng, thì có thể chẳng bao giờ bạn cảm thấy mình cần phải thay đổi nhãn quan của mình. Và xét cho cùng, bạn đã từng nghe người ta nói rằng để làm người thực tế thì bạn phải có lập luận rõ ràng và nhìn nhận mọi việc đúng bản chất của nó. Hoặc ít ra thì đây cũng là quan điểm của người thực tế. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, bạn có thể nhận thấy hầu hết những người thực tế có xu hướng là những người bi quan và có những kỳ vọng tiêu cực. Thật ra tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy điều này ngay sau đây. Đã bao nhiêu lần bạn nói với ai đó là hãy đạt được một mục tiêu nhất định? Chẳng hạn như bạn nói với người đó là hãy cố gắng đạt điểm B trong bài thi kế tiếp. Và người đó trả lời bạn: cái gì? Thực tế đi chứ. Tôi tin mình sẽ đạt điểm A cơ. Không khi nào có chuyện như thế. Thông thường thì người ta sẽ nghe được và sẽ nói giống thế này: bạn nghĩ tôi sẽ được điểm B sao? Thực tế đi nào. Điểm C đã là may mắn lắm rồi. Và điều tôi muốn nói ở đây là kinh nghiệm đã cho tôi biết những người bi quan thường có kỳ vọng thấp. Và con bò mang tên là tôi là người thực tế không chỉ ngăn cản bạn nhìn thấy sự bi quan của chính mình, mà còn tác động như một lăng kính, qua đó bạn nhìn thấy và diễn dịch thế giới xung quanh. Điều này cũng dễ hiểu, nếu đeo kính đen, mọi thứ bạn nhìn thấy đều tối hơn. Và thái độ bi quan cũng giống như cái lăng kính mà qua đó bạn đánh giá thế giới. Những người bi quan không phải được sinh ra để thành người bi quan. Bi quan được hình thành qua sự ghi nhận hoặc còn gọi là thái độ có điều kiện mang tính xã hội. Điều này không di truyền mà chúng ta cũng không thể ép nó vào tiềm thức nếu chúng ta không đồng ý và trực tiếp tham dự. Chúng ta tiếp thu sự bi quan và các cảm xúc tiêu cực khác và tự động lập trình nó vào trong não bộ của mình. Những tư tưởng, suy nghĩ bi quan không những ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ, mà còn từ từ hủy diệt cuộc sống của bạn. Nó sẽ làm phát sinh những cảm xúc tiêu cực trong lòng bạn và được ghi nhận hết sức tai hại trong những trạng thái cảm xúc cũng như trong các bệnh tật về thể chất. Ai cũng biết những căn bệnh như cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa, đau nửa đầu và những căn bệnh khác thường bị xem là do sự căng thẳng và lo âu. Thực chất là do những thái độ tiêu cực mà lệch ra. Chẳng hạn như sự thù hận và giận dữ được cho là nguyên nhân làm tăng huyết áp, trong khi sự oán giận và phiền muộn lại làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Rõ ràng, sự bi quan có tác dụng tàn phá to lớn đối với sự mạnh khỏe về thể chất và tinh thần của bạn. Bạn có nhận thấy rằng
những người nào hay phàn nàn hết việc này đến việc khác thường là những người thường xuyên bị bệnh không? Martin Seligman, giáo sư của trường đại học Pennsylvania, nói rằng những người bi quan có khuynh hướng bị các bệnh truyền nhiễm và bệnh mãn tính nhiều hơn người khác. Và hệ thống miễn dịch của họ không hoạt động tốt như những người tích cực và lạc quan khác. Kết quả nghiên cứu của trường đại học Harvard cho thấy rằng những người trước khi bước sang tuổi 25 đã trở nên bi quan, thì khi đến tuổi từ 40 đến 50 họ thường mắc nhiều bệnh hơn người khác. Bạn sẽ đạt được những hiệu quả tích cực gì nếu bạn triệt tiêu chủ nghĩa bi quan trong đời mình? Cả nhà muốn biết câu hỏi này thì nghe tiếp nè. Có lẽ bạn sẽ tìm thấy câu trả lời từ một khảo sát của những nhà nghiên cứu ở King's College Hospital, London. Họ tình cờ phát hiện ra những kết quả đáng kinh ngạc từ một nhóm 57 phụ nữ bị ung thư vú và đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ vú. Và cuộc nghiên cứu cho thấy rằng cứ 7 trong số 10 người có điều tra, có điều mà các bác sĩ gọi là tinh thần đấu tranh, thì sống một cuộc sống bình thường trong hơn 10 năm sau đó. Mặt khác, cứ 400 năm bệnh nhân mà bác sĩ cho rằng đã tuyệt vọng và chấp nhận điều tồi tệ nhất thì qua đời chẳng bao lâu sau khi được chuẩn đoán. Vì vậy, bạn có thể nhận thấy rằng sự bi quan không chỉ ảnh hưởng xấu đến trạng thái cảm xúc lành mạnh của chúng ta và ngăn cản ta tạo nên những thay đổi quan trọng, mà nó còn có tiềm năng cướp đi của ta cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Điều đáng mừng là, cho dù trong quá khứ chúng ta đã để cho môi trường và một số người xung quanh gây tác động khiến ta chấp nhận sự tầm thường, giờ đây ta vẫn luôn luôn có thể thay đổi thái độ và xây dựng lại tinh thần để đạt được những thành công trong cuộc sống. Được không? Đau buồn cũng có thể giết chết con người ta đó. Hãy vậy, hãy lạc quan mà sống đi nha. Ngục tù của những niềm tin sai lầm. Qua phần nhỏ tiếp theo nè. Không còn nghi ngờ gì nữa, hầu hết những niềm tin làm tê liệt ý chí mà ta chứa trong đầu đều đang kìm hãm khả năng của chúng ta. Những niềm tin này giam hãm chúng ta trong một thế giới mà ở đó chúng ta không thể nhìn thấy tài năng và năng lực của mình. Những niềm tin sai lầm về những gì mà chúng ta làm được hoặc không làm được trong cuộc sống có thể tước đi của chúng ta một trong những quyền tự do lớn nhất. Đó là quyền tự do đạt được toàn bộ năng lực của mình và sử dụng hết năng lực đó. Khả năng của con người là vô hạn, nhưng mà suy nghĩ của mình giới hạn nên mình sẽ nghĩ không làm. Nghĩ như vậy thì mình sẽ không làm. Nếu bạn bám vào một cách mù quáng vào suy nghĩ là bạn sẽ không thành công trong cuộc sống, dù bạn đã không may mắn được học hành, vì bạn đã không may mắn được học hành đến nơi đến chốn, thì suy nghĩ này chắc chắn sẽ cai quản cuộc đời, hoài bão, quyết định, mục đích và thái độ chung của bạn. Niềm tin này sẽ đóng vai trò như một kịch bản vô thức và dẫn dắt tất cả hành vi của bạn, sẽ đưa ra những kỳ vọng thấp và phá hoại các kết quả mà bạn đạt được trong cuộc sống. Làm thế nào mà một ý tưởng như vậy là có thể trở thành một niềm tin sai lầm bám rễ trong tư tưởng của ta? Nó đã hình thành và kiểm soát cuộc sống của ta như thế nào? Tất cả đều bắt đầu khi ta đưa ra những kết luận sai lầm dựa trên những tiền đề sai lầm mà ta chấp nhận như chân lý. Hãy xem những tiền đề này ảnh hưởng như thế nào. Đây có tổng cộng 2 cái tiền đề. Tiền đề thứ nhất, cha mẹ tôi chưa từng được đi học. Tiền đề thứ hai, cha mẹ tôi chẳng mấy thành công trong cuộc sống. Kết luận, vì tôi cũng không được đi học nên tôi có thể cũng sẽ không thành công trong cuộc sống. Bạn đã nhận thấy những ảnh hưởng tai hại của kết luận này chưa? Người ta có thể tạo ra những vòng luẩn quẩn có tính phá hoại bằng trí tưởng tượng thông qua những đoạn tự thoại. Và nếu ai đó tự nhận thấy rằng họ là người không có năng lực, thế giới xung quanh họ cũng sẽ đánh giá họ như vậy. Và khi họ phản chiếu ra ngoài sự bất tài, hiển nhiên của mình cho người khác thấy, thì họ cũng sẽ được đối xử như những người bất tài. Và điều này xác định cái mà họ đã biết và họ thất vọng. Thật ra, cái sự kiện cha mẹ bạn không mấy thành công trong cuộc sống chẳng mấy liên quan đến việc chuyện học vấn của họ. Hãy nhớ họ có thể cũng là những con bò mà bạn không biết đấy thôi. Và thậm chí nếu như sự thiếu thành công của cha mẹ bạn là kết quả của việc ít được học hành, điều đó chẳng hề có ý nghĩa là bạn sẽ chịu cùng kết cục. Vậy nên hãy cẩn thận những đoạn tự thoại của mình. Và khi Joseph đến Úc để khởi đầu một cuộc sống mới, mặc dù ở đây nhu cầu tuyển dụng đối với chuyên môn của anh ta không nhiều,
Cứ nghĩ đến viễn cảnh phải làm bất cứ công việc nào khác với chuyên môn mà mình đã được đào tạo thì anh ta thấy hoảng sợ. Dù sao anh ta đã phải bỏ ra nhiều năm để học ngành đã chọn cơ mà. Về mặt chuyên môn, sau một thời gian dài, nỗi sợ đó làm cho anh ta nhục chí, không muốn tìm kiếm bất kỳ ngành nghề nào khác. Hẳn nhiên là anh ta có thích những công việc khác. Nhưng gia đình và bạn bè sẽ nghĩ gì khi biết anh ta từ bỏ nghề nghiệp của mình? Và mối lo âu của anh ta càng tăng thêm khi nghĩ rằng nếu chuyển sang ngành nghề khác thì công ăn học bao lâu nay chẳng phải phí hoài sao? Nếu chuyển ngành không thành công thì sao? Trong nhiều năm, niềm tin rằng mọi người nên theo đuổi chuyên môn của mình đã làm tê liệt Joseph, làm cho anh ta không thể quyết định chuyện gì cả. Mãi đến khi nhận được những ảnh hưởng tai hại của thái độ này, dựa trên một tiền đề sai lầm khác, anh ta mới có quyết định dẫn đến tạo lập cuộc sống theo hướng khác. Vào kỷ nguyên của kinh tế thị trường, suy thoái và lực lượng lao động có tính di động cao, mang tính toàn cầu như hiện nay, đây là một sự lựa chọn mà ngày càng có nhiều người phải đối mặt. Nhiều người cũng như Joseph cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc mình phải chuyển sang làm bất cứ công việc gì khác với chuyên môn mà mình đã được đào tạo. Sự sợ hãi này là đặc biệt nguy hiểm, mặc dù một số nghiên cứu đã cho thấy rằng nhiều người trong lực lượng lao động sẽ phải chuyển đổi công việc bình quân 7 lần trong đời mình. May thay, Joseph quyết định chiến thắng nỗi sợ, tiêu diệt con bò của anh ta và dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Kết quả là không những anh ta đã tìm thấy đam mê trong nghề nghiệp mới mà còn gặt hái được thành công to lớn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Và giờ đây anh ta đang tận hưởng cuộc sống với nghề nghiệp mới này hơn bao giờ hết. Nhiều người sợ những gì mới mẻ hoặc những thứ họ không biết. Đôi khi nỗi sợ những điều còn xa lạ này ngăn họ tìm thấy những niềm vui mới, thậm chí trong những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng ta thường không nếm thử món ăn lạ, hoặc tìm hiểu những nền văn hóa khác, hoặc thử những sở thích khác. An toàn là trên hết, đã trở thành một lối sống và thu hẹp khả năng tiến bộ của chúng ta, đồng thời tạo ra những nỗi lo sợ phi lý. Tốt hơn là chỉ nên bám vào những gì mình biết, coi chừng chữ lợn lành thành lợn què, hay như câu mà tôi đã đề cập ở phần trước, ma quen hơn quỷ lạ. Tất cả những câu nói cách ngôn quen tai này có điểm chung là đều làm cho chúng ta nản lòng, không còn muốn bước ra khỏi khu vực an toàn, nhàn hạ của mình nữa. Nhưng sự thật là tính an toàn và bảo đảm hiển nhiên của những điều đã biết sẽ có thể ngăn cản chúng ta tạo ra những thay đổi quan trọng trong sự nghiệp vốn đã quá chậm trễ, hoặc ngăn cản ta rời bỏ những mối quan hệ lừa lọc vì sợ lâm vào những hoàn cảnh còn bi đát hơn thế nữa. Charlie Dubois Hannes, một giám đốc doanh nghiệp quốc tế đã viết cho tôi: hẳn vậy, điều quan trọng là bất cứ lúc nào cái hiện tại cũng có thể được hy sinh để đạt được cái bạn mong muốn. Nghe có vẻ dễ dàng và hiển nhiên. Tuy nhiên, việc thực hiện được điều này trong những tình huống nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của chúng ta lại thường rất khó khăn. Trong thế giới làm ăn, chúng ta cần phải biết thích nghi với những thử thách mới trong công việc hàng ngày. Cũng như những nhà quản lý khác, tôi nhận thấy những người trong đội ngũ của tôi thường khó chấp nhận sự thay đổi. Tôi vẫn nghe họ nói, chúng ta vẫn thường làm vậy mà, việc gì bây giờ lại thay đổi? Nếu nó không hư thì khỏi sửa. Bài học là gì? Chúng ta cần đặt ra câu hỏi, liệu những nỗi sợ và những lo âu và những bấp bênh mà chúng ta gặp có phải là kết quả của những niềm tin sai lầm mà chúng ta đã tạo ra trong cuộc sống? Bạn không nên chấp nhận những hạn chế trước khi tự hỏi liệu nó có thật sự là hạn chế hay không. Hãy nhớ rằng bạn luôn luôn là những gì bạn tự gán cho mình, và nếu tin mình sẽ thành công, bạn rất có thể sẽ thành công. Và nếu tin mình sẽ thất bại thì thật sự bạn đã thất bại rồi, tùy thuộc vào quyết định của bạn. Đó, giống như mình trên, nếu mình đăng ký tham gia cuộc đua 10 km và thì mình chỉ đạt huy chương cao nhất là 10 km. Còn nếu mà mình tham gia huy chương là 50 km thì có thể là mình chạy
chưa tới được 50 nhưng mà mình cũng sẽ hơn cái con số 10 đó. Tất cả do bạn quyết định nha. Qua phần là khi bạn nhất định thỏa hiệp. Thông thường nếu chúng ta có thể bênh vực hay bào chữa cho một thói quen xấu hoặc một thái độ kém cỏi của mình, có lẽ chúng ta chẳng cần phải thay đổi nó làm gì. Lý do cũng thật đơn giản. Nếu ta có thể xem chúng là chuyện đương nhiên hoặc ngoài tầm kiểm soát thì chẳng cần phải sửa chữa. Chung quy cũng giống như nói, nếu nó không hư ha. Ngoài ra viện nhiều lời bào chữa để lý giải cho tình hình sức khỏe kém của mình, cho các mối quan hệ tệ hại hoặc cho các kỹ năng nuôi nấng con cái quá sơ sài. Chúng ta lải nhải, than van, trách móc những điều làm cho chúng ta khó chịu nhưng lại chẳng hề làm gì để cải thiện tình hình. Và thay vào đó chúng ta lại đi tìm kiếm lời biện bạch để giải thích vì sao mình không thể làm gì. Ước gì tôi có thể chăm chút cho bản thân mình hơn, nhưng tôi bận quá. Đi bệnh viện quá tốn tiền, tôi chẳng tin vào ông bác sĩ. Và có lẽ những lời này đủ trở thành lý do cho những ai muốn khỏa lấp tình trạng sức khỏe eo ụt của mình. Chuyện ai cũng thấy được là chẳng có lời biện bạch nào cho trong số đó có thể làm tiêu tan hay thuyên giảm bệnh tật của họ cả. Những chuyện tương tự như vậy cũng thường xảy ra trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Chẳng hạn như lý lẽ sau đây thường được các ông bố, bà mẹ sử dụng để hợp lý hóa vấn đề họ không thể ở bên con cái. Nhiều hơn đó là tôi mệt lả khi về đến nhà, ước gì tôi có thể ở bên con nhiều hơn, nhưng tôi làm nhiều việc cũng chỉ để con cái có cuộc sống tốt hơn. Hy vọng là tụi nhỏ có thể nhận thấy tôi yêu thương chúng nhiều như thế nào. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Vấn đề với hầu hết những con bò là đây. Lý lẽ nghe qua rất đáng tin và hợp lý, đến nỗi chúng ta chẳng cần phải đặt dấu hỏi làm gì. Đôi khi, trong lúc tôi cố gắng giúp các vị phụ huynh nhìn ra được sai lầm nằm sau ý tưởng này, họ thường đáp với tôi với một con bò thậm chí còn to hơn. Vấn đề không phải ở số lượng mà là ở chất lượng thời gian tôi ở bên con. Vậy, con bò này thì sao? Hợp lý đến nỗi chúng ta chẳng cần phải ở bên lũ con cái thêm lâu làm gì. Dù sao nếu bạn thật sự chấp nhận điều này, có lẽ bạn dễ dàng tin rằng 5 phút mà bạn dành cho con mỗi ngày là một khoảng thời gian có chất lượng. Bạn có nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn ở đây không? Sự thật là khoảng thời gian chúng ta dành cho con cái cũng quan trọng như chất lượng của nó. Hơn nữa nếu phải chọn giữa chất lượng và số lượng, tôi sẽ chọn cái thứ hai. Có những lĩnh vực mà chất lượng không thôi thì không đủ. Và nếu nghi ngờ điều này thì hãy tưởng tượng cảnh bạn đến nhà hàng với một người bạn. Cả hai đều gọi big steak. Người phục vụ mang ra cho người kia một miếng thịt rõ to, dày và mềm mại. Còn trên đĩa của bạn thì chỉ bằng khẩu phần của một đứa trẻ. Và khi bạn phàn nàn về sự khác biệt này với người phục vụ, mà chắc chắn là bạn sẽ phàn nàn, anh ta trả lời: "Thưa ông, lý do rất là đơn giản. Miếng thịt dành cho ông có chất lượng cao hơn hẳn." Có lẽ trong tình huống như vậy, bạn sẽ là người giải thích cho anh bồi bàn biết là số lượng cũng quan trọng như chất lượng vậy. Là cha của ba đứa trẻ, và sau khi chia sẻ với những bậc cha mẹ khác, tôi nhận ra rằng bọn trẻ luôn luôn tận dụng mọi khoảng thời gian mà chúng ta sẵn sàng chơi với chúng. Nếu chúng ta vắng mặt, chúng sẽ tìm người chơi khác hoặc tìm trò khác để giải khuây. Và nếu chúng ta rảnh giúp con làm bài tập thì chúng sẽ tự mày. Nếu chúng ta không rảnh giúp con làm bài tập thì chúng sẽ tự mày mò. Và nếu chúng ta gặp khó khăn mà chúng ta lại vắng Nếu chúng gặp khó khăn mà chúng ta lại vắng mặt thì chúng sẽ tìm đến bất kỳ người nào chịu lắng nghe chúng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, thái độ, lòng tự trọng và tính cách của bọn trẻ sẽ được định hình theo số lượng và chất lượng thời gian chúng ta dành cho chúng. Bạn có thể lưu lại ảnh hưởng tích cực cho con bạn trong suốt cuộc đời, hay bạn có thể giữ lại con bò, tôi không có, thì giờ, thì tùy bạn. Hãy sáng tạo và sử dụng nhiều cách khác nhau để tham gia vào các hoạt động của bọn trẻ và giúp bọn trẻ tham gia vào các hoạt động của bạn. Hãy yêu thích những sở thích của chúng. Hãy hỏi han chúng nhiều hơn vào lúc ăn tối cùng nhau. Chơi với chúng một lát trước giờ đi ngủ. Giúp chúng làm bài tập và những việc được trường giao về nhà. Hãy tổ chức các hoạt động cuối tuần để tạo điều kiện gần gũi với chúng. Đừng chỉ đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của bạn trẻ. Những thứ cao hơn và bên ngoài các nhu cầu tối thiểu mà bạn trao cho chúng sẽ giúp hình thành nhân cách, phát triển các giá trị và những nguyên tắc hướng dẫn chúng suốt cuộc đời. Qua chương này, bạn đã thấy rằng trong cuộc sống chúng ta rất dễ có những con bò, rất dễ rơi vào cái bẫy biện bạch.
Và nếu chúng ta cài đặt bộ não của mình với những niềm tin sai lầm, thì hết cả cuộc đời của chúng ta cũng không biết được khả năng của mình. Chúng ta có thể vượt mất những cơ hội thành công khi thừa nhận những tư tưởng hạn hẹp như thế. Tôi thường tự hỏi, bởi cớ gì mà người ta chịu mang cả gánh nặng triệu những niềm tin sai lầm như thế suốt đời, thậm chí ngay cả khi điều đó có nghĩa là từ chối một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ, bám riết vào những thứ làm phương hại đến hạnh phúc của mình thì vô lý quá. Phải, thật là phi lý khi nhiều người vẫn quyết định để những niềm tin sai lầm hủy hoại sự thành công của họ một cách có ý thức. Rồi, mình qua một cái phần là kẻ thù mang tên trung bình. Có lần tôi nghe một huấn luyện viên dõng dạc giáo huấn các cầu thủ của mình: kẻ thù của vĩ đại là tốt. Tôi suy nghĩ một lúc và lấy làm kinh ngạc trước sự minh triết ẩn trong lời nói ngắn gọn này. Khi nào chúng ta còn cảm thấy hài lòng với cái tốt, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự vĩ đại. Samoset Maugham, một nhà văn người Anh, đã từng cho rằng ở đời có cái khôi hài, mà nếu bạn nhất định chỉ chọn cái tốt nhất thì rất nhiều khả năng bạn sẽ được như ý. Điều ngược lại cũng đúng, nếu bạn quyết định sống một cuộc đời trung bình hay tầm thường, bạn cũng sẽ đạt được như vậy. Trong khi một số người sống ngày qua ngày nọ, sống ngày qua tháng nọ mà không hề biết rằng trên lưng mình gắn chặt những con bò, thì những người khác biết mình có các con bò đó nhưng lại tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng chúng. Vì sao ư? Vì chúng mang lại cho họ khu vực an toàn, mà trong đó thật không may sự tầm thường lại rất được hoan nghênh. Cho nên họ sẵn lòng nuôi dưỡng đàn bò của mình vì điều đó cho phép họ giũ bỏ trách nhiệm đối với thành công của chính bản thân và đổ thừa số phận không may do một nơi nào khác. Họ có thể biện bạch cho mọi vấn đề ở mọi nơi và mọi ngày trong tuần. Nếu thình lình chúng ta chẳng tìm được lời biện bạch hay phân trần nào cho sự tầm thường của mình, chúng ta chỉ còn hai lựa chọn: thừa nhận 100% trách nhiệm về phần mình và bắt đầu thay đổi để thành công, hoặc thừa nhận rằng chúng ta không thể điều khiển được cuộc đời mình và bỏ cuộc, gọi là thất bại. Và con đường để đi tiếp thế là đã rõ. Rủi thay, những con bò đó lại đưa ra một lựa chọn thứ ba, mà ảnh hưởng của nó lại có sức tàn phá to lớn hơn những sức tàn phá của thất bại, đó là sự tầm thường. Nó biến chúng ta thành những người có quyết tâm cao nhưng lại là nạn nhân của số phận nghiệt ngã. Chúng ta muốn đạt được những thành tựu to lớn nhưng cũng không thể, vì chúng ta không có khả năng đột phá hay tài năng hay may mắn. Cho nên chúng ta phải bằng lòng với bất cứ thứ gì mà mình có thể đạt được. Lựa chọn thứ ba này, sự tầm thường còn tệ hại hơn sự thất bại hoàn toàn. Chìm sâu tận đáy của sự thất bại khiến bạn phải nhìn lại các hoàn cảnh của mình và xem xét lại các lựa chọn. Khi bạn đã đáp xuống đáy và nhận ra rằng mình đang ở đáy vực thẳm của cuộc đời, và bạn chỉ còn một cách duy nhất là leo lên, đau khổ cùng cực, thất bại não nề hay sự suy sụp trầm trọng tạo nên những tình huống hoặc sống hoặc chết buộc chúng ta phải hành động. Những sự tầm thường thì không. Mối nguy hiểm lớn nhất của sự tầm thường là chúng ta vẫn còn chịu được tình trạng đó. Nguy hiểm quá thiệt á, còn chịu được nên còn lấy đất á. Một là thất bại thảm hại, hai là thành công, nhưng mà sự tầm thường nó giúp cho mình còn chịu được. Chúng ta có thể sống trong sự lưng chừng và thích nghi đó. Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện tôi đã được nghe trước đây, minh họa rất tốt quan điểm này. Một người nọ đến thăm một nông dân già từng là một thợ săn có tiếng. Khi đến nông trại, người khách nhìn thấy một trong những con chó săn của người nông dân đang nằm dài ngoài hiên nhà. Con chó có vẻ rất bức bối, dường như nó đang khó chịu với chuyện gì đó vì nó cứ sủa và rên rỉ không thôi. Và sau vài phút nhìn thấy cảnh tượng này, người khách hỏi người nông dân: con vật tội nghiệp đó bị làm sao vậy? Cứ mặc con chó già đó đi. Người nông dân trả lời: nó cứ vậy cả mấy năm nay. Vậy thì anh đã đưa nó đến một bác sĩ thú y chưa? Hay tìm hiểu vì sao nó lại như vậy chưa? Người khách hỏi: việc gì phải thế, tôi biết thừa nó bị làm sao, nó làm biếng như khỉ ấy. Nhưng chuyện đó thì mắc mớ gì nó phải rên rỉ? Anh biết không? Người nông dân trả lời: tình cờ cái chỗ nó nằm có một cái cây đinh trên đồi. Cây đinh đâm vào chân làm nó ngứa, cho nên lần nào ngồi đó nó đều sủa ván lên và rên rỉ như vậy đấy. Vậy sao nó không kiếm chỗ khác mà nằm?
Ừ, người nông dân nói, tôi đoán là cái cây đinh đó đâm nó không đau lắm. Thế đấy, chúng ta đã đi vào trọng tâm của vấn đề của sự tầm thường. Nó có vẻ khó chịu và cũng có thể gây ra đau đớn, nhưng nó chưa bao giờ đủ làm cho chúng ta bực mình để khiến chúng ta phải thay đổi. Bạn có biết người nào đang trong hoàn cảnh đó không? Bạn thì sao? Bạn có cái dầm trong là chân để ngăn trở bạn hướng đến một cuộc đời xứng đáng? Nếu có, hãy quyết định ngay và loại bỏ những con bò đã cướp đi của bạn khả năng sống một cuộc đời trọn vẹn. Rồi, hôm nay là tới đây nha cả nhà.